Chào mừng các bạn đến với kênh Cô Nga Mầm Non. Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con vẽ một số đồ dùng nhà bếp nhé. Và bây giờ xin mời các con cùng theo dõi nào.
Như vậy, cô vừa hướng dẫn các con vẽ một cái son, một cái chảo và một cái bếp ga đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các con nhé! Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, comment và subscribe cho kênh Cô Nga Mầm Non nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.